Trưa ngày 16 tháng 9 năm 2019, Bệnh viện Nhi Trung ương đã gặp gỡ báo chí cung cấp các thông tin liên quan đến sức khỏe của bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt 9 tiếng đồng hồ tại Bắc Ninh. Vụ việc khiến dư luận xôn xao bởi dư âm của vụ bé trai học sinh trường Gateway tại Hà Nội tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón vẫn chưa nguôi. Trước đó, sáng ngày 13 tháng 9, ông Nguyễn Công Tị, 43 tuổi ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, điều khiển ô tô đi đón các cháu trong danh sách của cơ sở mầm non do gia đình ông này làm chủ. Khi về đến cơ sở mầm non, ông Tị đỗ xe trước cửa và hỗ trợ các cô giáo đưa học sinh lên lớp. Khi đó một bé trai 3 tuổi ngồi ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện. Sau khi trả học sinh, ông Tị điều khiển xe đỗ gọn trước cửa cơ sở mầm non, hạ kính ghế lái xuống khoảng 10cm và ra về. Đến khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, ông Tị ra lấy xe chuẩn bị đưa các cháu về thì phát hiện bé trai nằm ngửa ở sàn xe, hàng ghế thứ 3 từ trên xuống. Bé trai được phía nhà trường đưa đi cấp cứu ngay sau đó, đồng thời gọi điện báo tin cho phụ huynh của cháu bé. Đứa trẻ đã bắt đầu tỉnh. Sau đó thì chúng tôi theo điều trị các cái cấp cứu theo phác đồ cũng như thăm dò một số các cái chức năng các cái cơ quan thì có các cái kết quả của chúng tôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thống nhất là đây là một cái bệnh nhân có đủ các cái tiêu chuẩn của một cái sốc nhiệt. Đó là việc thay đổi về mặt ý thức, hôn mê và có các cái rối loạn chức năng các cái cơ quan. Đó là các cái cơ quan gì? Thứ nhất là về mặt đông máu, bệnh nhân cũng có rối loạn. Cái thứ hai nữa là về thận, bắt đầu có các cái biểu hiện suy thận, trước thận, rồi có các cái biểu hiện của tăng CK, tức là có biểu hiện của tiêu cơ vân. Và sau khi có các kết quả xét nghiệm như thế thì chúng tôi điều trị, thì sau 2 ngày điều trị theo các cái phác đồ của bệnh viện, thì sau 2 ngày thì hiện tại thì tình trạng bệnh nhân cũng không cần phải thở oxy. Cháu đã tỉnh táo và chúng tôi đã mời các cái chuyên gia về tâm lý đến đánh giá lại về cái chức năng tâm lý của đứa trẻ. Thì nói chung là cháu tiến triển tốt. Với những tiến triển này, bệnh nhi sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Trong ngày 16 tháng 9 năm 2019, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã có thông tin chính thức về vụ việc. Theo cơ quan công an, cháu bé đang học tại cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cơ sở mầm non này do bà Dương Thị Hợp, 43 tuổi làm chủ. Tài xế Nguyễn Công Tị là chồng bà Hợp. Cháu bé bị bỏ quên trên xe loại Ford Transit. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du tập trung điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.